Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là bữa cuối cùng của nghề đánh chim của mình nè anh em ơi. Không phải bữa cuối cùng gì nhưng mà cuối cùng của vụ này của năm nay 2020 nè. Thì lúa này nó chín trơn, người ta cắt cũng gần xong rồi anh em ơi. Nè, cặp bên bên của mình đó, nó người ta cắt ngày hôm qua nè anh em. Còn đây đó. Chắc là còn có khu vực ở phía bên trong đường nước này, dàn lưới của mình còn ngày nay nó cắt nữa là xong rồi nè. Thì mấy đêm nay mình cũng đánh được 4 đêm nay là mình kiếm chim để mình ăn Tết anh em. Thì mình cũng được bữa mình cũng được số chừng ký ký ngoài vậy nè. Đây anh em ơi, chim mình thành quả đêm hôm của mình anh em ơi. Mình được một gà với hai gà nước Ấn Độ với một cò 4 năm rõ rã vậy đó, hai cò được hai cò, một cò lép một cò lửa, một con gà với hai gà nước Ấn Độ với một chằn nghịch nha. Đi qua mình được một cà trống một cà nắng với số rõ rẻ với chằn nghịch anh em. Nói chung mà mình đánh trưa nay mình đi mình ruộng lớn lên rồi mà anh em dòm thấy trâu trâu khủng khiếp, trâu luôn, đồng mình trâu dữ lắm anh em, sợ nó mang lớn. Dùm lại cho anh em xem trâu đó, trâu trên đường đó nè, trâu giờ giấc này lựa ra đàng đàng đàng. Thu lưới cũng hơi gọn gọn lên rồi anh em, về mình đi làm cái chiều trưa mình chạy ra mình thu dọn luôn, thu dọn về đợi tháng 3 rồi mình đã đánh tiếp anh em ơi. Hết vụ chim của năm 2020 rồi đó. Hẹn anh em lại 2021 nha. Chúc anh em qua năm mới được dồi dào sức khỏe, là mai ăn phát tài phát đạt nha. Năm mới chúc anh em đánh chim nhiều bội thu nha. Tới đây mình cũng xin kết thúc video cuối của năm 2020 của mình nha. Chào anh em.